Vào đây. Bạn thấy không? Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Giờ thì ít biển lúa rồi nhé, phải là mênh mông biển bê tông. Lúa từ ngày xưa mà. Để bớt bê tông thì trồng nhiều cây xanh. Mà Tít quên mất là nhiệm vụ của chúng ta là cắm cờ lên 63 tỉnh thành. Từ mỗi tỉnh thành, chúng ta sẽ học thêm một chuyên đề đặc biệt của tiếng Việt diệu kỳ à. Ý tưởng tuyệt vời. Chúng mình vừa khám phá vẻ đẹp của 63 tỉnh thành, lại vừa học thêm kiến thức mới. Địa điểm đầu tiên mà chúng ta cắm cờ là thành phố Hà Nội đấy. À, mình cắm cờ lên Hồ Gươm nhé. Đồng ý, tuyệt vời quá. Hà Nội còn có chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Các bạn hãy kể thêm 5 địa danh lịch sử của Hà Nội nữa nhé. Cờ đã cắm xong, chúng ta hãy đến với chuyên đề đầu tiên nào. Chào các em đều biết 29 chữ cái rồi đúng không nào? Bạn nào cũng đã thuộc. O tròn như quả trứng gà, O thì đội nón, Ơ thì thêm dâu. Nhưng trong cấu tạo của tiếng Việt thì O, Ô, Ơ gọi là gì nhỉ? Tít có biết không? Tự dưng em lại không nghĩ ra ạ. Thưa cô, đó là nguyên âm ạ. Ồ, Chip giỏi lắm. Chúng ta có 29 chữ cái được chia thành các nguyên âm, phụ âm. Các nguyên âm, phụ âm sẽ ghép lại được thành tiếng. Tiếng sẽ ghép lại thành từ và các từ sẽ ghép lại thành câu. Bây giờ cô có nhiệm vụ cho hai em đây. Tít sẽ tìm cho cô các phụ âm, còn Chip sẽ tìm cho cô các nguyên âm. Em thưa cô, em đã tìm xong rồi ạ. Các nguyên âm là A, E, I, O, Ô, Ơ, U và I ạ. Nếu A là nguyên âm, vậy thì A đội mũ hay A mang vầng trăng trên đầu thì sao nhỉ? Chúng đều là nguyên âm ạ. Ta có 12 nguyên âm là A, Á, Ớ, E, I, O, Ô, Ơ, U, Ư, I. Nguyên âm là khi em phát âm ra một luồng hơi mà không bị chặn lại. À, vậy thì 17 chữ cái còn lại đương nhiên là phụ âm rồi. Đó là các chữ như bờ, cờ, giờ, đờ, gờ, hờ, ca, lờ, mờ, nờ, p, quy, r, sờ, tờ, vờ, sờ. Vậy Tít có biết thờ, chờ được gọi là gì không? Phụ âm có 17 chữ, còn phụ âm đầu là 23 chữ. P, b, thờ, tờ, đờ, chờ, chờ, ca, cờ, quờ, mờ, nờ, nhờ, ngờ, phờ, vờ, sờ, giờ, sờ, rờ, khờ, gờ, hờ và lờ. Phụ âm là khi các em phát âm, luồng hơi bị chặn lại. Ví dụ như r, luồng hơi sẽ bị chặn lại ở răng. Em thấy phụ âm mà thiếu nguyên âm thì không để tạo thành tiếng. Còn nguyên âm thì có thể kết hợp để tạo thành tiếng được. Ví dụ như tiếng ao, tiếng yêu này. Ồ, phát hiện của em thật là thú vị. Vậy bài tập về nhà là các em hãy thi nhau tìm ra những tiếng chỉ có nguyên âm để xem bạn nào tìm được nhiều hơn nhé. Chúc các em một ngày vui vẻ. Yeah! Tiếng Việt thật diệu kỳ. Này Tít ơi, chúng ta hãy thử làm nhạc sĩ sáng tác bài hát đi. Sáng tác như thế nào? Chúng ta dùng các phụ âm đầu để hát thử. Khờ y khi, khi hỏi khi, chú khi con tinh nghịch. Khờ o kho, kho sắc kho, hát gì mà khó thế. Các bạn nhỏ ơi, hãy tự sáng tác bài hát về các phụ âm ghép cho riêng mình nhé. Chúng tớ đi chơi đây. Hẹn gặp lại các bạn ở số sau nhé.